Thưa quý vị, thưa các bạn, siêu bão Borin đã mạnh lên ở phía đông vùng biển Caribe trở thành cơn bão cấp mạnh nhất trong thang bão, với sức gió lên đến khoảng 260 km một giờ. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và nhiều người mất tích do ảnh hưởng của bão. Đây là cơn bão đầu tiên của mùa bão hiện nay ở vùng biển Đại Tây Dương và có thể đi vào lịch sử như một trong những cơn bão nguy hiểm nhất. bão berin đã đổ vào đảo karyaku thuộc grenada với thành mắt bão cực kỳ nguy hiểm di chuyển trên đảo kèm gió giật mạnh người dân cần trú ẩn an toàn mức độ tàn phá này có thể sánh ngang với ngày tận thế hạ tầng nông nghiệp đã hoàn toàn bị phá hủy hệ thống điện liên lạc cũng đã bị cắt đứt hoàn toàn ở thời điểm hiện tại viễn thông là vấn đề lớn nhất tại barbados mưa to và gió lớn đã xảy ra nhưng chưa có báo cáo về thương vong Siêu bão Berin quét qua vùng biển Caribe đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Đến trưa mùng 2 tháng 7 theo giờ địa phương, bão đã giảm xuống cấp 4 sau khi đạt cấp mạnh nhất trong thang bão gồm 5 cấp. Tổ chức khí tượng thế giới WMO nhận định bão Berin đã gây bất ngờ cho các quần đảo nhỏ khu vực Đông Caribe với tốc độ hình thành nhanh chóng. Cơ quan khí tượng liên hợp quốc nhấn mạnh rằng đây là cơn bão có cường độ tối đa được ghi nhận sớm nhất từ trước đến nay trong mùa bão ở Đại Tây Dương kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 11 hàng năm.